Xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với ô tô Huy Hoàng. Đúng không? Hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu anh chị em một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ xuất xứ từ Hàn Quốc anh chị em nhé. Đó là dòng xe Hyundai Santa Fe bản giữa máy dầu sản xuất năm 2019. Ok, anh chị em chúng ta sẽ đi luôn vào chi tiết chiếc xe chúng ta đang có ở đây anh chị em nhé. Đúng vâng, thì là form mới từ cuối năm 2018 đã có rồi anh chị em ạ. Thì đây là một thiết kế cực kỳ sang trọng và lịch lãm luôn. Xe cũng đã lên sẵn là khoác lên mình sẵn là một màu đen tuyền, cực kỳ đẹp rồi. Đó, mặt ca lăng khổ lớn anh chị em nhé. Đấy, trông rất là hầm hố này, với viền chrome sáng bóng đây anh chị em nhé. Hệ thống đèn pha đèn định vị ở trên này. Đấy, thêm với đó là đống đèn pha đèn cốt được chuyển xuống dưới đây. Đều là full LED hết anh chị em nhé. Và dưới này sẽ là phần đèn gầm. Đó. Phần thân xe. Phần thân xe thì bản đặc biệt chúng ta sẽ có bộ mâm đây anh chị em nhé, cực kỳ đẹp, nhôm đúc nguyên khối anh chị em ạ. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu kèm đèn LED và có cảnh báo điểm mù anh chị em nhé. Xe cũng đã được ốp body xung quanh cả bốn cánh cửa, có viền chân kính anh chị em ạ. Tay nắm cửa chúng ta được mạ chrome phần trên và ở viền nửa phía dưới thì chúng ta được sơn cùng với màu xe luôn anh chị em ạ, có nút đóng mở thông minh. Ok, mời anh chị em chúng ta sẽ lên đây chúng ta tham quan một chút nội thất. Vì là bản giữa nên là anh chị em sẽ chỉ được ghế lái chỉnh điện thôi anh chị em nhé, và không có nhớ ghế. Đó. Hệ thống màn hình ở đây là khoảng 7 inch anh chị em ạ. Vẫn là tích hợp rất là nhiều option. Gương chống chói tự động này, hệ thống điều hòa tự động anh chị em nhé. Đó. Rồi ở dưới này thì chúng ta có hai cổng sạc nhanh và có cả sạc không dây ở đây. Đấy, có thêm một cổng USB và một ngõ audio ra. Phanh tay điện tử, bật quan sát xung quanh. Đấy, các chế độ lái Eco Power và Normal. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút tắt bật cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử và nút khóa V-Cycle sau, nút bật cốp điện anh chị em nhé. Đó. Nói chung là một dòng Santa Fe bản giữa thôi. Chỉ mới là bản giữa thôi mà đã rất là nhiều option rồi. Vô lăng da này. Đấy, đèn pha cốt hoàn toàn tự động. Cũng như là gạt mưa cũng thế anh chị em nhé. Tay lấy chuyên số thể thao này. Rồi Cruise Control. Đó, đầy đủ. Khá. Đó. Rồi ạ, ở trên này thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời, panorama. Đó, anh chị em nhé. Ok, mời anh chị em chúng ta sẽ xuống với cả hàng ghế thứ hai. Đấy, như anh chị em có thể thấy, anh chủ cũ cũng đã khuyến mại cho chiếc xe này một bộ thảm trải sàn 6D chỉ đỏ, rất là đẹp, rất là hợp với màu xe luôn. Đấy, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau và có thêm hai cổng sạc điện thoại cho chúng ta nữa anh chị em nhé. Đó. Rồi ạ, mời anh chị em chúng ta sẽ đi xuống phần đuôi xe, cũng là phần cuối. Xe sẽ được trang bị cánh lướt gió và anten chỉa lên anh chị em nhé. Anten này chưa phải anten hình gây cá mập anh chị em ạ. Đó, và cốp điện. Đó. Cốp điện, anh chị em có thể thấy là khoang rất là rộng. Đấy, đủ cho anh chị em để rất là nhiều đồ. Ở đây hàng ghế thứ hai, hàng thứ ba thì chúng ta có thể gập mở bằng cách là chúng ta nhấn vào đây anh chị em nhé. Đó, và có luôn cả cửa gió cho hàng ghế thứ ba. Ok anh chị em, đó toàn thể những gì mà em Hoàng muốn nói về chiếc Hyundai Santa Fe bản máy dầu đặc biệt sản xuất năm 2019. Giá của chiếc xe này thì bên em Hoàng đang mong muốn với giá hơn 1 tỷ một chút anh chị em nhé. Và để có được mức giá ưu đãi, anh chị em hãy gọi số hotline của em Hoàng 0983322508, em sẽ để trên màn hình. Luôn luôn phục vụ anh chị em 24/24, tư vấn miễn phí. Dạ vâng, để trải nghiệm chiếc dòng xe Santa Fe và các dòng xe gầm cao khác, anh chị em hãy đến với cả địa chỉ Showroom Vương Quốc Gầm Cao, 26 đường Cầu Diễn, Hà Nội. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.